của Phương đã có sự khác biệt rất là rõ ràng. Bên này thì trắng, mịn, trong veo, tự nhiên tiệp vào da của mình hơn. Những ai là tín đồ tắm trắng thì đều đã biết là bộ tắm trắng tại nhà của Love Missy rồi. Nó là cháy hàng trong suốt nhiều tháng nay và bây giờ thì có phiên bản mới nhất này. Nguyên bộ gồm có 4 chai, gồm tẩy da chết, ủ trắng, tắm trắng và dưỡng trắng. Và chai nào cũng bổ sung thêm những thành phần cực kỳ xịn sò. Đầu tiên là tẩy da chết siêu mịn này. Nó được bổ sung chiết xuất tế bào gốc của cây Wintergreen, còn gọi là lọc đề xanh châu Mỹ, cực kỳ hiệu quả trong việc lấy đi lớp tế bào chết mà không làm khô da, không làm kích ứng. Đồng thời nó còn cung cấp dưỡng chất giúp da mềm mại, mịn màng, đẩy mạnh khả năng sinh sản tế bào da mới và làm mờ đốm nâu. Đặc biệt là còn có thành phần dầu hoạt hướng dương nên là cực kỳ tốt cho việc làm xe nhỏ lỗ chân lông, loại bỏ vi khuẩn mụn trứng cá, ngăn ngừa vết thâm và làm trắng da. Sau khi mà các bạn massage từ 2 đến 3 phút thì chúng ta sẽ rửa sạch với nước và mọi người sẽ nhìn thấy là da của chúng ta sẽ mềm mịn hơn rất nhiều. Bước thứ hai là kem ủ trắng. Chai cũ đã cháy hàng rồi nhưng mà Phương nghĩ chai này sẽ còn hot hơn bởi vì nó được bổ sung thành phần tế bào gốc từ cây dâu tằm Úc. Nó có hàm lượng lớn các vitamin A, C, D và E, cho nên ngoài hiệu quả bật tông ngay lần đầu siêu thần thánh và làm mờ các đốm nâu sắc tố trên da thì còn tái tạo da cực tốt và làm trẻ hóa da nữa. Sau khi rửa sạch lại với nước thì mọi người có thể nhìn thấy là hai tay của Phương đã có sự khác biệt rất là rõ ràng. Bên này thì trắng, mịn, trong veo, tự nhiên tiệp vào da của mình hơn. Bước thứ ba thì Phương sẽ tắm lại bằng em sữa tắm trắng bóng mịn da này. Phiên bản mới này thì có bổ sung thêm thành phần cực kỳ hot là Giga White. Những ai am hiểu về mỹ phẩm thì đều biết là thành phần này cực kỳ xịn sò vì có chứa dẫn xuất của 7 loại thảo mộc nổi tiếng trên núi Alps của Thụy Sĩ như là cẩm quý, huyền sâm. Phương thì không nhớ hết tên nhưng mà có điều chắc chắn một điều là về hiệu quả của nó là sẽ giúp làm đều màu da, trắng bật tông và giảm khả năng sản sinh đốm đồi mồi và giảm nám ở trên da. Cho nên là nó cực kỳ thích hợp cho những chị em trên 30 tuổi như Phương vì tái tạo da cực tốt và giúp làm giảm được đốm nâu già nua trên da body. Cái này thì chị em chúng mình mới lúc này không để ý nhưng mà cực kỳ quan trọng. Mọi người nhìn thấy không ạ? Chất kem rất là mịn, mượt. Mình sẽ massage một lúc và sau đó để da trắng đều màu nhé. Sau khi mà rửa với nước xong thì làn da lại đã trắng lên hẳn. Cuối cùng là bước kem dưỡng khóa trắng siêu gây nghiện này để khóa lại toàn bộ hàng rào dưỡng chất ở 3 bước trước. Chai phiên bản mới nhất này là chai mà tôi mê nhất. Nó bổ sung thêm một lượng lớn glutathione, thành phần vàng trong việc làm trắng vượt trội. Cho nên là chăm chỉ bôi pha em này hàng ngày thì chỉ sau một tuần là làn da của chúng ta sẽ bật tông lên trông thấy. Trong khi chai cũ 2 tuần là mình thấy nhanh lắm rồi, nhưng mà chai dưỡng trắng mới này thì chỉ cần một tuần thôi là chúng ta sẽ thấy hiệu quả ngay mọi người nhé. Ngoài ra còn một thành phần nữa Phương rất là thích, đó là cỏ linh lăng. Nó cực kỳ tốt trong việc chống oxy hóa, tăng độ đàn hồi cho da và xóa mờ nếp nhăn. Cho nên dùng với lâu dài thì da sẽ ngày càng căng mịn, hết hẳn khô sạm, nhăn nheo. Nói chung đây chính là lựa chọn số 1 cho những làn da body lão hóa của chị em chúng mình. Nhớ chăm chỉ dùng em này hàng ngày thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ vô cùng nghiện luôn. Mọi người thấy không ạ? Phương so sánh hai bên tay này thì có sự khác biệt rõ ràng. Bên này thì trắng hẳn là bật lên 3 tông so với bên này. Sờ hai tay là bên này mềm mịn, thích hơn hẳn luôn. Nếu mà không có thời gian đi spa thì đây chính là lựa chọn số 1 mọi người nhé. Quên đi bộ tắm trắng gây bào mòn da đi mọi người ạ. Dùng một bộ tắm trắng mà vừa bật tông cực nhanh, xóa đốm nâu, vừa căng mịn da chống lão hóa thì còn gì mà lăn tăn nữa đúng không ạ?